Chào các bạn, chúng ta vẫn chưa bỏ chuỗi hùng biện 1 phút các bạn nha. Và chuỗi hùng biện 1 phút của chúng ta đó bây giờ giới hạn lại chỉ còn vào tối thứ 6 lúc 7:30 thôi các bạn nha. Mỗi tối thứ 6 hàng tuần tôi sẽ làm một bài speaker minute là hùng biện 1 phút, nhường cái buổi thứ tư lại 7:30 ngày thứ tư cho cái buổi ôn tập về ngữ pháp các bạn nha. Và cái buổi thứ hai vào lúc 6 giờ trở đi, 6 giờ đến 7:15 là chúng ta cùng nhau livestream trả lời mọi thắc mắc về ngữ pháp lẫn phát âm cho các bạn, và như vậy sẽ giúp ích hơn cho các bạn rất nhiều ha. Và riêng thứ bảy và chủ nhật đó các bạn, thứ bảy và chủ nhật từ 10 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật chúng ta sẽ có những cái buổi học video dành cho những người ở trình độ mới bắt đầu, trình độ cơ bản, học lại từ đầu nha các bạn ha. Vào 10 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật, các bạn nhớ giới thiệu cho nhiều người cùng xem nha. Bây giờ hôm nay chúng ta có một cái bài học về cúp điện. Việc cúp điện là việc xảy ra thường xuyên, cho nên là chúng ta nói về cúp điện, mà cúp điện nó phá hỏng cuộc chơi như thế nào. Chúng ta cùng lắng nghe nha các bạn. Blackouts are like unexpected visitors crashing your plans. Lights go out, movie time cancelled, gadgets taking a break, and no cool breeze from the fridge or air conditioning. It's just you, candles, and the summer heat as an unwelcome friend. But in the midst of inconvenience, there's a silver lining. Bring out the board games and maybe some storytelling. It's a forced slowdown, a time to ditch the tech and actually have a chat. Who knew unplanned darkness could turn into a cozy, unplanned hangout? Rồi, các bạn có nghe được bài này hay không? Bài nó cũng ngắn các bạn ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau tôi giảng giải cho các bạn. Blackouts are like unexpected visitors crashing your plans. Nghe được không các bạn? Blackouts, 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 blackouts. Nó ở dạng đếm được luôn. Tại vì một lần cúp điện là một lần blackout nha các bạn. Blackout có nghĩa là màu đen, toàn một màu đen nó tỏa ra, thì đó là mô tả cái việc cúp điện nha các bạn. Blackouts số nhiều are like unexpected visitors, là nó giống như những cái vị khách. Visitor là vị khách ha. Unexpected là vị khách không mời đó các bạn. Là cái bản thân cái expect là mình mời, là mình mong đợi nha, mình mong đợi. Mà unexpected là không được mong đợi, có nghĩa là những vị khách không mời. Crashing your plans. Cái crash đó các bạn, crash là phá hỏng ha. Ví dụ như là đang nói đến máy bay hay tàu hỏa, mà crash đó các bạn là nó đâm vào đâu đó, hay là máy bay thì nó rơi, mà một cái gì đó mà nó crash thì nó là phá hỏng nha các bạn ha. Crashing your plans. Blackouts are like unexpected visitors crashing your plans. Phá hỏng các kế hoạch của bạn. Đang đám cưới mà cúp điện thì nó phá hỏng kế hoạch của mình rồi nha. Lights go out, movie time cancelled, gadgets taking a break, and no cool breeze from the fridge or air conditioning. Lights go out. Đèn đều tắt hết ha. Đèn ở đây đó, light là đèn ha, mà số nhiều là đang ám chỉ đến tất cả các loại đèn. Lights go out ha. Các bạn thấy họ dùng từ hay không? Go out. Mình muốn tìm cái từ tắt là như thế nào mà trong khi người ta chỉ đơn giản mô tả là go out thôi. Đó, đèn thì tắt hết. Movie time là thời gian xem phim đó các bạn. Cancelled là bị hủy bỏ, thời gian xem phim bị hủy bỏ. Có nghĩa là tiệc tùng mình lên kế hoạch nha, rồi sau cái bữa tiệc này mình cùng nhau mình ngồi lại mình xem một bộ phim, ví dụ như phim kinh dị hay nha, ấm cúng nha, thì lúc đó nó cũng bị hủy bỏ. Gadgets là những cái thiết bị công nghệ, là những cái đồ chơi công nghệ đó các bạn. Đọc là gadgets ở dạng số nhiều luôn. Gadgets taking a break. To take a break là nghỉ giải lao, nghỉ ngơi đó các bạn, nghỉ giữa buổi đó, nghỉ giải lao để lát nó quay lại làm việc tiếp. Thì lúc này nè, nó nói gadgets taking a break là các cái thiết bị thì đi nghỉ giải lao. Đúng rồi, thiết bị mà dùng điện thì không có điện thì làm sao đi nghỉ giải lao hết. And no cool breeze. Cái breeze đó các bạn là cái làn gió nhẹ ha. Đang nói đến cái breeze là gió nhẹ gió nhẹ thôi nha. No cool breeze, cái gió nhẹ mà lạnh đó các bạn. Gió nhẹ mà lạnh nó đến từ đâu? Thường á là ví dụ như các bạn xuống bãi biển đó, thì các bạn sẽ thấy cái cool breeze là những cái làn gió nhẹ nhẹ mà lạnh lạnh đó các bạn, thì ở bãi biển nó thổi lên là cool breeze. Thì lúc này no cool breeze from the fridge là đến từ cái tủ lạnh. Cúp điện rồi làm sao mà có được cái cool breeze từ tủ lạnh nữa. Or air conditioning, or air conditioning, hay là từ máy lạnh. Đó, cái làn gió từ máy lạnh nó cũng là cool breeze luôn các bạn ha. Breeze, cool breeze. Rồi, tại sao air conditioning? Tôi thấy ở Việt Nam mình hay dùng cái từ là conditioner. Conditioner là cái máy lạnh các bạn, là cái máy điều hòa. Người ta ám chỉ đến cái cục đó, đó là cái air conditioner. Nhưng cái mình dùng là air conditioning, đúng không? Mình đâu có dùng cái cục đó đâu. Mình dùng cái chức năng của nó là air conditioning. Cho nên nói đến cái việc điều hòa là mình phải dùng air conditioning nha. Chứ mình không ám chỉ đến air conditioner đâu nha các bạn ha. Rồi, air conditioning. It's just you, candles, and the summer heat as an unwelcome friend. It's just you, it's just you. Chỉ là, chỉ có bạn thôi, chỉ có bạn thôi. Candles, candles, và những ánh nến, những ngọn nến. And the summer heat, và cái nóng của mùa hè. Nói cụ thể chút xíu là cái nóng của mùa hè. Thay vì nói các bạn and the heat cũng được, và cái nóng cũng được, nhưng mà thêm chữ summer heat vô để nói cái nóng mùa hè. As an unwelcome friend. Nhớ nha, hai chữ an nha, an đây đó. Tại vì ở đây là một người bạn đúng không? Một người bạn thì phải dùng mạo từ an. Mà trong đây cái tính từ welcome là được chào đón. Mà ở đây unwelcome là không được chào đón. Và cái nóng mùa hè như là một người bạn không được chào đón. Dĩ nhiên mà ai muốn cái nóng nó cứ ập đến suốt đâu các bạn. Mình đâu có chào đón cái nóng làm gì ha. Trừ khi đó là mùa đông thì cái nóng nó đến mình mừng lắm. Nhưng mà ở đây đó đang là mùa hè, mà cúp điện cái thì cái nóng nó sẽ đến như là một người bạn không được chào đón, người bạn không mời nha. Rồi, but in the midst of inconvenience there's a silver lining. Bring out the board games and maybe some storytelling. But in the midst of inconvenience, in the midst of inconvenience, rồi, nhưng mà giữa cái gì đó, the midst of something, ha, dùng cái the midst cũng được ha, midst, âm cuối cùng là sợ tới nha, the midst of inconvenience, là giữa sự bất tiện này, ha, giữa sự bất tiện, inconvenience là danh từ ám chỉ đến là sự bất tiện, nha các bạn, inconvenience. There's a silver lining. There's a silver lining. Silver lining đó các bạn là một cái vỏ bọc bằng bạc, nó lấp lánh. Cái cụm từ này nó nằm trong một cái câu thành ngữ nổi tiếng là every cloud has a silver lining. Là mỗi một cái đám mây đó đều có một cái vỏ bọc lấp lánh bằng bạc. Là đang ám chỉ đến cái việc là đám mây là gì? Mây đen á, có nghĩa là trời sắp mưa, trời đổ mưa là người ta sợ lắm. Mà ám chỉ mây đen là vận rủi ha. Mà trong cái vận rủi đó, nó có cái silver lining là có cái vỏ bọc bằng bạc. Thì như vậy đó là có cái mây, trong cái rủi có cái may là every cloud has a silver lining, trong cái rủi có cái may. Thì ở đây đó các bạn, nó không có nói every cloud mà nó nói là in the midst of inconvenience, là giữa sự bất tiện đó đó thì there's a silver lining, là có cái silver lining là có cái may, có nghĩa là trong cái sự bất tiện này vẫn có một cái cơ hội tốt, một cái cơ hội tốt là có một cái may. Bring out the board games. Bring out the board games. Các bạn biết board games là gì không? Là những cái loại bàn cờ đó các bạn. bàn cờ ha, bàn cờ thì trong đó bàn cờ tướng nè, bàn cờ vua nè, bàn cờ tỷ phú nè, bàn cờ cá ngựa nè, những cái đó đều gọi là board game sao đó các bạn. Hay là bất kể thứ gì mà nó chơi trên một cái board, một cái board là một cái tấm ván ha, cái trò chơi trên một tấm ván thì đều có thể ám chỉ là board games luôn cũng được ha. Cái thời mà không có các cái gadget đó các bạn, là các cái đồ chơi công nghệ đó, thì mình chơi với board games không hả, đúng không? Cho nên là khi cúp điện không có đồ chơi công nghệ nữa thì bring out the board games, mang các cái loại bàn cờ ra, and maybe some storytelling, và có thể là kể chuyện cho nhau nghe một chút. Maybe some storytelling, kể chuyện cho nhau nghe một chút. It's a forced slowdown, a time to ditch the tech and actually have a chat. Rồi. It's a forced slowdown. Slowdown đó các bạn là cái nhịp độ nó chậm. Slowdown là một cái thời điểm mà nhịp độ nó bị chậm lại ha. Có nghĩa là mà ở đây nó bị forced. Forced, âm cuối cùng là sờ tờ nha. Forced. It's a forced slowdown là nó là một cái nhịp độ chậm bị forced, là bị bắt buộc. Đúng không? Có nghĩa là nếu mà có thiết bị công nghệ đồ này kia thì mọi cái đều rất nhanh. Khi cúp điện hết cái không dùng được tất cả những thiết bị công nghệ đó thì nhịp sống bắt đầu nó bị chậm lại. Thì cái nhịp độ chậm đó các bạn mà nó bị bắt buộc chứ không phải là do mình tự mình làm. Cho nên nó dùng cái tính từ forced. Cái động từ ở cái cột thứ ba đóng vai trò làm tính từ. It's a forced slowdown là một cái nhịp độ chậm bị bắt buộc nha. A time to ditch the tech. Ditch là động từ là từ bỏ hay là vứt bỏ cái gì đó các bạn. Mà ở đây ditch the tech. Tech âm cuối là âm cờ. Tech là đồ công nghệ nói chung, là công nghệ nói chung. Mà ditch the tech là từ bỏ công nghệ, bỏ hết công nghệ ra, cho dù nó là công nghệ theo nghĩa bóng hay là thiết bị công nghệ theo nghĩa đen cũng được ha. And actually have a chat. Actually have a chat. Have a chat có nghĩa là trò chuyện cùng nhau. Chat ở đây là chit chat các bạn, trò chuyện đó. Nhưng mà have a chat có nghĩa là mọi người ngồi trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau. Và actually và thật sự ngồi trò chuyện cùng nhau. Thật sự là như thế đó các bạn. Khi cúp điện cái mọi người không biết làm gì hết trơn á, thì lúc đó ngồi lại nói chuyện với nhau. Thì lúc đó đó các bạn, nó giống như cái thời xưa cũ mà hay ho, mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn đó ha. Nhưng mà đèn sáng lên cái, máy lạnh bật lên cái bắt đầu mọi người nhìn vô điện thoại của mình, mỗi người ngồi nhìn điện thoại của mình. Rồi có khi hai người ngồi kế bên nó gửi tin nhắn qua lại rồi cười tủm tỉm. Đó các bạn. Nhà 5 người thì 5 người 5 thiết bị, nhà 10 người thì 10 người 10 thiết bị, cứ cầm vô đây. Ngồi cùng nhau ăn một bữa tiệc nhưng mà mọi người đều nhìn vào công nghệ. Là sao? Do có điện. Vậy các bạn, khi cúp điện thì mọi cái nó quay về cái thời xưa cũ. Như vậy cũng hay ha. Who knew unplanned darkness could turn into a cozy, unplanned hangout? Who knew? Who knew? Ai mà biết được chứ? Who knew? Unplanned darkness. Cái darkness là cái bóng tối. Mà cái bóng tối ở đây là gì? Unplanned. Unplanned darkness là cái bóng tối bất thình lình, không có dự liệu trước này, không có lập kế hoạch trước này. Có nghĩa là tự nhiên bóng tối nó nên. Who knew? Ai mà biết được? Unplanned darkness là cái bóng tối ập đến bất thình lình. Could turn into a cozy, có thể biến thành một cái gì? Biến thành một cái hangout, là một cái giống như là một cái buổi tụ tập, cái buổi chơi bời đó các bạn. Chơi bời đây nói chung không phải là chơi bời tầm bậy nha, mà cái là một cái hangout là một cái buổi đi chơi của ai đó, chơi mà nói chung là bỏ thời gian ra để trò chuyện phím này nọ vui cười mà không làm gì cả, thì lúc đó cái buổi đó gọi là hangout. Mà hangout thì có thể hangout ở nhà ai đó cũng được, đúng không? Là một cái buổi đi chơi, không nhất thiết phải đi ra ngoài, nhưng mà ở nhà ai đó cũng được. Thì đó, nó có thể turn into a hangout. Mà ở đây là gì? Thêm hai tính từ ở cozy, ấm cúng. unplanned là ở trên dùng unplanned, ở đây dùng unplanned luôn, một cách chơi chữ nha các bạn. Unplanned hangout có nghĩa là ai mà biết được cái bóng tối ập đến bất thình lình đó có thể biến thành một cái buổi tụ tập, ấm cúng và không cần lập kế hoạch gì, đúng không? Ai mà biết cái bóng tối bất thình lình đó ập đến bất thình lình đó, để trên mình dịch là ập đến bất thình lình đó, còn ở dưới đó là mình là một cái buổi tụ tập chơi bời mà không cần lập kế hoạch gì, vui không? Đó các bạn, ai mà biết được. Cho nên ở đây là who knew mà không dùng là who know, đây là giả định thôi nha, giả định là mình nói như thế. Ở đây dùng could cũng giả định thôi, có thể thôi chứ chưa hẳn đã như thế. Có khi nhiều người nóng quá la ó bực bội rồi tự nhiên đi về hết chẳng hạn, cho nên ở đây giả định. Rồi như vậy thì cái buổi nói về cúp điện các bạn có cảm thấy hữu ích hay không? Ai đang xem mà chưa đăng ký vào kênh tôi, các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe nha các bạn. Nhớ like và để lại bình luận cho tôi nha. Rồi bây giờ nói lại cái lịch một chút xíu nha các bạn. Vào thứ hai từ 6 giờ tối đến 7 giờ 15 là mình sẽ có cái buổi livestream, là mình sẽ giải đáp toàn bộ những cái thắc mắc về phát âm và ngữ pháp giúp cho các bạn ha. Có bất kỳ thắc mắc gì về phát âm và ngữ pháp cứ ghi lại hết để tối thứ hai hàng tuần vào 6 giờ đến 7 giờ 30, 7 giờ 15 là mình sẽ cùng nhau mình hỏi đáp cái đó. Vào thứ tư là tôi sẽ giúp các bạn ôn tập toàn bộ tất cả các điểm ngữ pháp có mặt trên đời này phục vụ cho văn nói vào lúc 7 giờ 30 là video nha. Và vào thứ sáu cũng là 7 giờ 30 là chúng ta học về speak a minute, chỉ rơi vào thứ sáu thôi các bạn ha. Rồi nhớ là thứ hai từ 6 giờ livestream nha các bạn, từ 6 giờ tối. Rồi bây giờ tôi sẽ giúp các bạn đọc lại từ đầu đến cuối nha. Blackouts are like unexpected visitors crashing your plans. Blackout đọc là blackout luôn, tại vì tự nhiên nó nói ha. Blackouts are like unexpected visitors, visitors, crashing your plans. Lights go out, movie time cancelled, gadgets taking a break, and no cool breeze from the fridge or air conditioning. Lights go out, âm nghẹn. Lights go out. Movie time cancelled. Gadgets taking a break. And no cool breeze from the fridge or air conditioning. But in the midst, it's just you, candles, and the summer heat as an unwelcome friend. It's just you, candles, and the summer heat, as an unwelcome friend, as an unwelcome friend. But in the midst of inconvenience, there's a silver lining. Bring out the board games and maybe some storytelling. But in the midst of inconvenience, there's a silver lining. There's a silver lining. Bring out the board games. Bring out the board games, and maybe some storytelling, storytelling. It's a forced slowdown, a time to ditch the tech and actually have a chat. It's a forced slowdown, a time to ditch the tech. A time to ditch the tech. Ditch the take, and actually have a chat, have a chat. Who knew unplanned darkness could turn into a cozy, unplanned hangout? Who knew unplanned darkness could turn into a cozy, unplanned hangout. Rồi, hết rồi đó. Tôi sẽ cho các bạn nghe lại từ đầu đến cuối nha. Blackouts are like unexpected visitors crashing your plans. Mất điện giống như những vị khách bất ngờ, làm hỏng kế hoạch của bạn. Lights go out, movie time cancelled, gadgets taking a break, and no cool breeze from the fridge or air conditioning. Đèn thì tắt, thời gian xem phim bị hủy, các thiết bị nghỉ xả hơi, và không có làn gió mát từ tủ lạnh hoặc điều hòa. It's just you, candles, and the summer heat as an unwelcome friend. Chỉ có bạn, những ngọn nến, và cái nóng mùa hè như một người bạn không mời mà đến. But in the midst of inconvenience, there's a silver lining, bring out the board games and maybe some storytelling. Nhưng giữa sự bất tiện này, vẫn có một cơ hội tốt, hãy mang các loại bàn cờ ra, và có thể kể vài câu chuyện. It's a forced slowdown, a time to ditch the tech and actually have a chat. Đó là một sự giảm nhịp độ bắt buộc, một thời điểm để từ bỏ công nghệ và thực sự trò chuyện. Who knew unplanned darkness could turn into a cozy, unplanned hangout? Ai biết được, việc bóng tối ập đến bất thình lình, có thể biến thành một buổi tụ tập ấm cúng, mà không cần lập kế hoạch trước.